chúng ta cũng có cái thông tin đến từ công ty PayPal thì các bạn đã biết là công ty PayPal đã cho phép người ta mua crypto trên PayPal đã từ lâu rồi nhưng mà các bạn chỉ mua và bán mà thôi các bạn không thể lấy crypto ra khỏi PayPal được. Thì PayPal bây giờ nói cũng đã theo góc chương Robinhood và sẽ cho người ta rút cái token của mình ra khỏi sàn đem về ví chữ lạnh, đem lên staking ở chỗ khác đều được hết. Bây giờ họ đã bắt đầu là thử nghiệm với một số những cái người sử dụng tại Hoa Kỳ, sau đó sẽ có mặt cho tất cả mọi người. Và lý do sao thì họ nói là trên trang web PayPal đó họ thực sự thấy cái nhu cầu nhiều người hỏi là làm sao để lấy token mình ra khỏi sàn. Điều mà các bạn thấy ở đây rất rõ ràng là, là những công ty như là Robinhood hay là PayPal đó mới đầu thường nghĩ là họ cho phép người tiêu dùng mua crypto trên nền tảng của họ tại vì đây là một cách kiếm tiền rất là tốt nhưng mà dần dần các bạn thấy được là họ đã đi sâu vào trong thị trường này và bắt đầu là có cái ví riêng hay là cho phép khách hàng rút token ra khỏi sàn của họ kế tiếp là một cái thống kê đến từ Accenture Accenture là một trong những công ty kế toán cung đất nổi tiếng trên thế giới thì Accenture đó đã có một bản khảo sát bản khảo sát này đó là khảo sát một số những nhà đầu tư có tiền tại châu á chi tiết hơn nữa là họ đã khảo sát 3.200 nhà đầu tư từ Trung Quốc đến Hồng Kông đến Ấn Độ đến Indo đến Nhật Bản đến Malaysia Singapore và Thái Lan không Việt Nam trong đây nhưng mà 3.200 người mà được khảo sát bởi Accenture thì trong đó đó 52% có nghĩa là hơn phân nửa nói là cho đến quý 1 năm 2022 thì hơn phần nữa đã có crypto trong danh mục đầu tư của họ rồi và trung bình có người ít hơn có người nhiều hơn nhưng mà trung bình là 7% danh mục đầu tư của họ là nằm trong crypto hiện tại con số này mà con số đó cũng là rất tốt tuy là không phải nhiều lắm nhưng mà đã bắt đầu thấy cái số lượng người mà có tiền đó cũng đã bắt đầu có crypto trong danh mục của họ là một điều cũng không có gì gọi là bất ngờ hết là một điều mà nhiều người cũng đang có bây giờ và chúng ta thấy được đây là những người mà có cái số lượng tiền đầu tư ít nhất là từ 100 ngàn cho đến 1 triệu đô la để mà đầu tư Và khi mà hỏi tương tự liên quan đến những công ty đầu tư đó thì khác một chút Bây giờ những cái công ty đầu tư ở châu Á đó thì vẫn còn hơi e dè 67% nói là họ chưa có ý định cung cấp dịch vụ đầu tư crypto cho khách hàng của họ Mặc dù là nhiều khách hàng có tiền họ cũng đã có thể tự đi mua rồi Nhưng mà những công ty đầu tư họ nói là họ vẫn đang e dè một chút lý do tại sao thì nói là tại vì họ vẫn chưa thực sự hiểu về thị trường này và cũng hơi phức tạp đối với họ tôi nghĩ là cũng hợp lý mà thôi chúng ta cũng đã thấy là năm 2016 17 đó nhiều bạn tham gia thời điểm đó cũng giống như là thuận thì lúc mà tham gia các bạn đã thấy là muốn tìm hiểu thông tin đó, thật sự là rất là khó không có nhiều thông tin và quá nhiều đồng không có nhiều người chia sẻ thông tin bây giờ thì ngược lại các bạn thấy được là một người mới tham gia vào lại càng khó hơn nữa Bây giờ chúng ta có rất nhiều nguồn thông tin Nhưng mà thông tin nào thật giả chúng ta khó phân biệt Và vì quá nhiều thông tin và quá nhiều đồng Các bạn dễ bị rối loạn Vì lý do đó mọi người mà mới tham gia vào Thật sự phải dùng rất nhiều thời gian để mà tìm hiểu Mới thật sự hiểu được căn bản của thị trường này Đó là một trong lý do tại sao mà thường ra video thường xuyên Để cho các bạn ít ra một chút xíu tài liệu Các bạn có thể sử dụng được về cái mạng thông tin Thông tin kế tiếp là một thông tin mà dành cho như thế nào mà là fan của Cardano thì các bạn đã biết là Rayscale là một công ty đầu tư rất là lớn và họ có nhiều quỹ khác nhau. À, có quỹ chuyên về Ethereum, quỹ chuyên về Bitcoin nhưng mà họ có một cái quỹ về hợp đồng tương lai nhưng mà không tính Ethereum tại vì họ đã có một quỹ Ethereum riêng rồi. Quỹ này là hỗn hợp nhiều cái hợp đồng thông minh khác, trong đó chúng ta có nhiều đồng như là Polygon, Cardano, Solana, vân vân và họ cũng đã tăng cái phần trăm Cardano trong cái chương mục này lên tới 33% Bây giờ trong quỹ đầu tư hỗn hợp smart contract không tính Ethereum đó, Thì Cardano chiếm cái tỷ lệ cao nhất là 32,33% Cardano chiếm cái phần trăm lớn thứ nhì là 21,3% hiện tại Có nghĩa là Rescale khá là bullish về Cardano trong lĩnh vực smart contract Nói tới một số những tài liệu on chain đi Thì điều các bạn thấy đó là mỗi lần mà chúng ta thấy giá cả đi xuống mạnh giống như là ngày hôm qua khi mà giá xuống mạnh á thì các bạn thấy gì? Chúng ta lại thấy có nhiều BTC rời khỏi sàn. Đó là một điều mà các bạn cần phải quan tâm đến, tại vì thường rất là quan tâm cái uh, tài liệu như thế này. Mỗi lần mà giá xuống mạnh á, chúng ta lại thấy có nhiều bitcoin rời khỏi, có nghĩa là đối với thường là dấu hiệu là có thể là được thu mua bởi những cá voi khi mà giá xuống rồi sau đó cái số lượng đó được đem ra khỏi sàn để mà lưu trữ dài hạn. Đó là dấu hiệu tích lũy. Chúng ta cũng có thể thấy được là cho dù là giá như thế nào chúng ta vẫn tiếp tục thấy dấu hiệu là Bitcoin tiếp tục rời khỏi sàn trong thời gian qua Ethereum ra sao Ethereum thì nó khác một chút Ethereum thì thực sự là không có dấu hiệu um, thêm vào hay là tích lũy rút ra chúng ta thấy Ethereum khá là chán gần đây về thông tin non chain nó rất là bằng phẳng không có nhiều động thái và Ethereum trên sàn ra sao thì cũng không mất thêm mà không có thêm cũng đi hàng ngang các bạn đã thấy đây là điều đã có từ tháng tư tới bây giờ rồi cho nên Ethereum cũng không có gì đáng nói hiện bây giờ chúng ta chỉ thấy là BTC là một trong những cái dấu hiệu đang được đem ra khỏi sàn và những lúc mà giá xuống đó thì lại càng thấy cái số lượng lớn rời khỏi sàn và dựa theo Classno đó thì cái tổng số lượng Bitcoin này có lời hiện tại đang ở mức 60,5% vẫn là mức thấp đối với thuận phần còn lại video này chúng ta sẽ dành thời gian để mà nói về Binance nhưng mà trước hết thường sẽ dành thời gian để mà nói về sàn Binance US đây là cái sàn Binance ở Hoa Kỳ cho dù rồi gần đây chúng ta nghe nói tới những cái sàn lớn tại Hoa Kỳ như là sàn Coinbase nói là họ sẽ ngưng mướn người, sàn Gemini nói là họ sẽ sa thải người nhưng mà không phải đâu. Các bạn thấy được là sàn Binance US nói là họ không những là không sa thải mà họ còn đang mướn thêm người nữa và họ cũng không có sợ SEC bây giờ là họ tiếp tục đưa ra những sản phẩm như là staking để mà lấy lại. Các bạn thấy được là bây giờ đã Binance US nói là các bạn có thể stake những đồng như là Adam để có thể có lợi nhuận là, là 12,2% một năm hay là các bạn có thể là stake những đồng như là Lipier có thể có lợi nhuận tới 18% và những người mà bị sa thải bởi sàn Coinbase sàn Gemini đó thì họ hoàn toàn có thể mướn nếu như mà những người đó là những người mà có thể cung cấp được giá trị cho sàn Binance US cho các bạn theo được sàn Binance ở Hoa Kỳ vẫn là một sàn mà có cái vốn hóa mạnh cỡ nào rất mạnh về tài chính còn Binance quốc tế ra sao các bạn cũng đang nhớ là hôm qua là cái thông tin liên quan tới là Binance bị điều tra bởi SEC nhưng mà hôm nay tuy là không có thêm thông tin gì mới hơn có một điều rất là thú vị là Fortune đã nói đây là một cái rumors nghĩa là đây là một cái tin đồn mà thôi tại vì có thật là SEC ban quản chứng khoán Hoa Kỳ đang điều tra Binance về cái vụ BNB là chứng khoán hay không thì quan tâm là có thể nhưng mà cái mà chúng ta muốn nói đây đó là cho tới bây giờ bên SEC ban quản lý Hoa Kỳ vẫn chưa xác nhận và Binance vẫn chưa có xác nhận có nghĩa là những gì chúng ta biết đó chỉ là thông tin đến từ Bloomberg mà thôi và đây hoàn toàn có thể chỉ là một tin đồn chứ không phải là tin thật thật hay không đó chúng ta sẽ chờ thêm thời gian để mà biết nhưng mà đây là điều thú vị tôi muốn chia sẻ với các bạn và nhiều bạn cũng đã chỉ ra được là thuận hôm qua nói về cái vụ mà Binance đã, đã, đang điều tra À, bởi SEC đó nhưng mà còn một điều khác nữa đó chính là Reuters đang cáo buộc sàn Binance là đã tham gia vào rửa rất nhiều tiền, tổng cộng đó ít nhất là 2,35 tỷ đó đến từ nhiều vụ liên quan tới những vụ hát của sàn thông qua Binance để mà rửa tiền hay là liên quan đến à, Nga, Binance cũng có tham gia vân vân rất nhiều những vụ lên tới 2,35 tỷ. Nhưng mà sàn Binance đó, hôm nay cũng đã lên tiếng và họ chia sẻ rất nhiều thông tin Sang Binance đã chia sẻ tổng cộng là 50 trang 50 trang này đó là 50 trang email qua lại giữa sàn Binance và Reuters Thì dựa theo những gì chúng ta biết đó là những thông tin mà được chia sẻ trên báo chí bây giờ đó Là những thông tin qua lại giữa Binance và Reuters là hỏi câu hỏi và Binance chia sẻ thông tin Thì theo sàn Binance nói là chúng ta không nên tin bài báo đến từ Reuters Tại vì bài báo này đó là có nhiều điều không đúng sự thật và nhiều người ở Binance sẽ chỉ ra được đó là cái số tiền mà Reuters nói là sàn Binance rửa tiền đó Thật ra mà nói đó không có phải là một cái thông tin hoàn toàn đúng Tại vì sàn Binance là một sàn mà các bạn có thể là tạo chương mục sau đó các bạn có thể gửi tiền lên như sàn Binance ai cũng có thể làm được nhưng mà vấn đề không phải là các bạn có thể gửi tiền dù sàn Binance hay là không Sang Binance sẽ đâu khi nào mà ngăn cản các bạn gửi tiền giống như các bạn biết cái ví của thuận trên sàn Binance không đâu khi nào mà ngăn cản các bạn không cho gửi tiền vào cái địa chỉ ví của thuận và cái số tiền đó hoàn toàn có thể là một cái số tiền liên quan tới lừa đảo có phải là thuận là một người cũng dính giá hay không nhưng không phải rồi thì Binance cũng như vậy, Binance là một sàn mà thôi Thì có thể là những người có thể gửi tiền vào Số tiền đó có thể là đến từ những cái vụ lừa đảo Hay là liên quan đến những cái vụ cấm vận kinh tế Nhưng mà điều quan trọng đó là khi mà sàn Binance có số đó họ đã làm gì Và họ đã chia sẻ rất nhiều những cái thông tin với là Reuters Là sàn Binance một trong những đơn vị đó là rất là hợp tác với lại chính phủ Cũng như là hợp tác với lại công an điều tra khắp nơi Và sàn Binance một sàn mà cũng đã có thể lấy lợi được rất nhiều tiền từ nhiều vụ hát tại vì họ đã đóng băng cái số tiền đó khi mà lên trên sàn cho nên cái số tiền mà Reuters nói là sàn Binance rửa tiền đó đó chỉ là nó một chiều mà thôi tuy có thể được gửi lên nhưng mà Binance hoàn toàn không tham gia vào cái vụ này cũng như là Binance đóng băng một số tiền như đã được chia sẻ trong một loạt những email với lại Reuters nhưng mà không biết đi tại sao mà Reuters chỉ lấy những thông tin mà họ muốn lấy để mà tấn công Binance mà thôi và Binance cũng đã nói là điều này đã cũng không nhiều là lạ Các bạn đã nhớ là đây không phải là lần đầu tiên đâu Reuters đã có một cái lịch sử tấn công Binance cũng lâu dài rồi Chúng ta thấy bài viết này là mới đây Nhưng mà chúng ta thấy được là cũng có một bài viết đến từ Reuters tháng 1 của năm 2022 Cũng đã nói những điều tương tự Kế tiếp nữa đó, chúng ta cũng thấy được đây là một bài viết đến từ tháng 4 năm 2022 cũng nói về những thông tin tương tự. Nói chung là sàn Binance nói là họ đang bị Roy tấn công, không biết lý do tại sao nhưng mà Binance hôm nay cũng đã đáp trả lại bằng hàng loạt những cái chứng từ email đã gửi tới cho Roy giải thích nhưng mà Roy hoàn toàn là không quan tâm đến vì một lý do nào đó họ chỉ muốn cung cấp những thông tin sai sự thật về Binance mà thôi. Chúng ta nói tới thông tin cuối cùng ngày hôm nay đó chính là thông tin liên quan tới một sàn DAX, một sàn phi tập trung có tên là Maya. Đây là một sàn ở trên mạng lưới của Elron thông cũng không có sử dụng sàn này cho nên cũng không có biết là sử dụng như thế nào. Nhưng mà nào đã từng sử dụng thì hãy comment ở bên dưới. Sàn này đó đã bị một cái lỗi và đã bị tấn công và lấy mất đi đó ba đợt, một đợt là 800.000 đồng Elrond, đợt thứ nhì là 400.000 và đợt cuối cùng là 450.000 đồng EGLD đồng Elrond tổng cộng là mất đi 113 triệu và cái sàn DAX này đã bây giờ họ đã tạm ngưng và đã kích hoạt cái cách xử lý rồi nhưng mà đáng tiếc số tiền này đã bị lấy mất đi đây là những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái buổi tối ngày thứ ba bây giờ là khoảng 10 giờ tối rồi và tôi cũng hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video ngày hôm nay giá BTC kết thúc đó các bạn có thể đoán được là giá nào hay không thì các bạn đã thấy vẫn tiếp tục là đi hàng ngang từ thời điểm là giữa tháng 5 tới bây giờ cả gần như cả tháng rồi các bạn thấy là đi hàng ngang ở mức là 29 30 ngàn bây giờ là 30.200 đô và một lần nữa đó tôi muốn cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay nhưng mà nào mà con thú muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng capital đó thì các bạn có thể bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để mà tìm hiểu những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch khi mà tham gia thăm mô liên của Thuận capital Giống như là các bạn có thể tham gia vào sàn Binance các bạn có thể được giảm tới 20% phí giao dịch hay là các bạn có thể tham gia vào những sàn như là sàn Bybit thì có thể nhận được bonus cũng như giảm 10% phí giao dịch tháng đầu tiên FTX các bạn có thể giảm được tới 10% cái phí giao dịch và những sàn khác như là chúng ta có sàn NEPX, sàn SNEX Và như mà nào mà sống ở Hoa Kỳ đi thì có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Binance US hay là sàn Coinbase Cũng như như mà nào mà không có sống ở Hoa Kỳ đây thì vẫn có thể sử dụng những ứng dụng như là Nexo và BlockFi Để gọi crypto lấy lãi và đương nhiên crypto khoan ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on-chain mà chúng ta cũng thường hay nói đến. Và Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video ngày hôm nay và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a